Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Septatam EG được sản xuất tại Pimefaco. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về septatam EG cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc septatam EG Septatim, dưới dạng septatim Pentahydrat 2G Dạng bảo chế Bột pha tiêm hoặc tiêm truyền Công dụng và chỉ định của thuốc septatam EG Thuốc được chỉ định để điều trị nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn đề kháng với cephalosporin thế hệ 1 và 2, cũng như với aminoglycoside. Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn khuyết, viêm phúc mạc, viêm màng não, nhiễm khuẩn ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch và trên bệnh nhân đang được cấp cứu vì nhiễm trùng vết bỏng, vết thương. Nhiễm khuẩn đường hô hấp bao gồm nhiễm khuẩn phổi trong bệnh sơ nang. Nhiễm khuẩn tai đến mũi đến họng. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu những khuẩn da và mô mềm. Những khuẩn đường tiêu hóa, đường mật và khoang bụng. Những khuẩn xương và khớp. Thẩm phân, những khuẩn do thẩm phân máu và phúc mạc và thẩm phân phúc mạc lưu động liên tục, CAPD. Những khuẩn phụ khoa bao gồm viêm bể thận, viêm nội mạc tử cung và các bệnh nhiễm phụ khoa khác. Điều trị dự phòng trước phẫu thuật, trong trường hợp nghiên cứu lâm sàng chứng minh đã đề kháng với cephalosporin thế hệ 1 và 2, Cách dùng và liều dùng của thuốc septatam eg Cách dùng, thuốc được dùng bằng cách tiêm bắp sâu, tiêm vào những vùng có cơ lớn như phần tư góc trên của mông hoặc phân bên trong của đùi, tiêm tĩnh mắc chậm trong 3 đến 5 phút hoặc tiêm chuyển tĩnh mạch. Liều dùng Người lớn Liều khuyến cáo, sử dụng 1 đến 2 giờ septat đi mỗi 8 giờ hoặc 12 giờ tiêm tĩnh mạch hay tiêm bắp. Liều thường dùng, trong đa số trường hợp nhiễm khuẩn, thường nên dùng 1 giờ mỗi 8 giờ hoặc 2 giờ mỗi 12 giờ. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nhẹ, trong nhiễm khuẩn đường điệu và nhiễm khuẩn khác nhẹ hơn, thường chỉ dùng 500mg hoặc 1 giờ mỗi 12 giờ là đủ. Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng đặc biệt ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bao gồm người bị giảm bạch cầu trung tính, nên dùng 2 giờ mỗi 8 giờ. Người lớn bị sơ năng kèm theo nhiễm khuẩn phổi do Pseudomonas, sử dụng liều 100-150mg trên kg trên ngày chia làm 3 lần. Trẻ em Trẻ em trên 2 tháng tuổi, liều thường dùng là 30-100mg trên kg trên ngày, chia làm 2-3 lần. Tăng liều, các liều lên đến 150mg trên kg trên ngày, tối đa 6 giờ trên ngày, chia làm 3 lần có thể dùng cho trẻ bị suy giảm miễn dịch hay bị bệnh sơ năng hay trẻ bị viêm màng não. Trẻ sơ sinh, từ 0 đến 2 tháng tuổi, sử dụng liều 25 đến 60mg trên kg trên ngày chia làm 2 lần đã cho thấy hữu hiệu. Ở trẻ sơ sinh, thời gian bán hủy trong huyết thanh của septa có thể dài hơn 3 đến 4 lần so với người lớn. Người cao tuổi, đối với người cao tuổi bị nhiễm khuẩn cấp tính, liều thông thường hàng ngày không được vượt quá 3 giờ, nhất là ở người lớn hơn 80 tuổi, vì độ thanh thải septa bị giảm rất nhiều ở bệnh nhân lớn tuổi. Bệnh nhân suy gan, không cần điều chỉnh liều. Bệnh nhân suy thận, cần giảm liều do septa được đào thải qua thận. Độ thanh thải Cristini lớn hơn 50ml trên phút, không cần điều chỉnh liều. Độ thanh thải Cristini từ 31 đến 50ml trên phút, liều khuyến cáo là 1 giờ, cách 12 tiếng dùng một lần. Độ thanh thải Cristini từ 16 đến 30ml trên phút, liều khuyến cáo là 1 giờ, cách 24 tiếng dùng một lần. Độ thanh thải Cristini từ 6 đến 15ml trên phút, liều khuyến cáo là 0.5g, cách 24 tiếng dùng một lần. Độ thanh thải Cristini nhỏ hơn 5ml trên phút, liều khuyến cáo là 0.5g, cách 48 tiếng dùng một lần. Chống chỉ định của thuốc Septatam EG Không dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với Septatim, các kháng sinh Cephalosporin khác hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng thuốc Septatam EG Cần phải xác định chủng vi khuẩn gây bệnh và thử nghiệm độ nhạy cảm với Septatim trước khi điều trị. Tuy nhiên, có thể bắt đầu điều trị với septadim trong khi chờ đợi kết quả và phải điều chỉnh cho phù hợp sau khi có kết quả kháng sinh đồ Septadim có thể dùng đơn độc trong trường hợp chẩn đoán hay nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết. Septadim cũng có thể được kết hợp với các kháng sinh khác như aminoglycosides, vancomycin, clindamycin trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng hoặc bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Liều dùng phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn và tình trạng của bệnh nhân ngưng dùng thuốc nếu xảy ra phản ứng dị ứng với septatlim. Thận trọng khi dùng kháng sinh liều cao cephalosporin ở bệnh nhân đang được điều trị đồng thời với các thuốc gây độc trên thận, như các aminoglycoside hay các thuốc lợi tiểu mạnh như furosemide. Chú ý khi bệnh nhân bị tiêu chảy khi đang dùng thuốc. Sử dụng kéo dài septatlim có thể gây ra bội nhiễm vi nấm và vi khuẩn có thể cần gián đoạn việc điều trị hay áp dụng các biện pháp thích hợp khác cần theo dõi thời gian prothrombin ở người suy thận, gan, suy dinh dưỡng. Bệnh nhân điều trị với liều cao KASNG sinh và nếu cần phải cho vitamin K, nên giảm liều hàng ngày khi dùng cho bệnh nhân suy thận. Tác dụng phụ của thuốc septatam eg Không thường gặp, ghi nhận tăng ure máu, nitơ ure máu hoặc tăng cristini huyết thanh giống các cephalosporin khác. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. Phụ nữ có thai, Cẩn thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết và khi đã cân nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ. Phụ nữ đang cho con bú, septadim có thể bài tiết qua sữa mẹ vì thế cẩn thận trọng khi dùng septadim cho phụ nữ cho con bú, tốt nhất nếu dùng thuốc nên ngừng cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây chóng mặt vì thế cẩn thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc. Tương tác thuốc điều trị đồng thời với cephalosporin liều cao và các thuốc gây độc trên thận như aminoglycoside hoặc thuốc lợi tiểu mạnh như furosemid có thể ảnh hưởng tới chức năng thận. Chloramphenicol đối kháng in vitro với septadim nên tránh phối hợp khi cần tác dụng diệt khuẩn. Septadim có thể ảnh hưởng đường ruột, làm giảm sự tái hấp thu estrogen và làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai dạng phối hợp đường uống. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Septatam EG, đồng thời biết cách sử dụng Septatam EG sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham